Đây các bác có thể thấy là đi mua 25 con về mất 7 con. Tức là họ cam kết là có chữa rồi, nhưng mà hôm nay tôi đưa kỹ thuật vào khám thì chia sẻ với bác là có 7 con không có chữa. Đây, chào bác. Hôm nay làm vaccine cho cái dàn bò sinh sản đấy bác. Làm vaccine lở mồm long móng. Đây, nhân viên đang chuẩn bị vaccine đây. Này đã tiêm cái an thai rồi đấy. Đây cái súng bắn vaccine mới. Từ từ. Bóp đấy đó. Đấy. Đây, chia sẻ với bác là đối với làm lở mồm long móng với lại tổ yết trùng thì các bác phải cố gắng là tiêm 6 tháng một lần thì nó sẽ bảo hộ hiệu quả hơn rất là nhiều. Đây, các bác có thể thấy những cái dàn bò sinh sản này nó cũng rất là tốt. Đấy. Nói chung là dàn bò này chuẩn đấy các bác. Chưa biết sinh sản như thế nào thôi, nhưng mà nhìn bộ khung to cao như thế này là thật sự chia sẻ bác là rất là chuẩn đấy. Đấy. Thì các bác phải làm cái đầy đủ các loại vaccine và các loại thuốc phòng, giả sử như ký sinh trùng đường máu, ghẻ dần run. Và đối với bò chửa này thì thật sự là họ khuyến cáo là cũng không nên làm cái sán lá gan bác. Đây các bác nhìn thấy con bò sinh sản to này mà. Chay như nó có xin. Đây chia sẻ bác là các bác phải lấy cái loại vaccine, đó là cái Atovac này. Cái vaccine này nó nước nó đục đục rồi các bác. Đây là cái vaccine vô hoạt các bạn. Cái này nó có cả tiếp O và tiếp A này bác này. Có cả tiếp O và tiếp A. Cẩn thận nó đá đấy. Đấy, các bác có thể thấy là tiêm rất là nhàn đúng không ạ? Nói chung là nó phải phải có kỹ thuật mới tiêm được. Đấy. Cái này chỉ tiêm trong phút mốt hai mấy con này là xong, có gì đâu. Mà nhất là có cái súng tự động nó thì tiêm nhàn lắm. Nhói phát là xong rồi, không phải nghĩ. Con này không có chữa đúng không? Hả? Con này kia đi. Con này này không chữa. Con này có chữa à? Con này có chữa. Con này có chữa gì? Đây các bác có thể thấy là đi mua 25 con về mất 7 con. Tức là họ cam kết là có chữa rồi. Nhưng mà hôm nay tôi đưa kỹ thuật vào khám thì chia sẻ với bác là có 7 con không có chữa. Giả sử như là các mối lái họ bảo là cam kết là có chữa thì bảo là sau này nếu không có chữa tôi đổi lại con đó, hoặc là trả tiền lại con đó, nó sẽ hiệu quả hơn. Cô cứ giữ đi. Tiêm này phút mốt rồi mà. Đơn giản lắm. Đây, hôm nay sáng nay khám toàn bộ hai mấy con này các bạn. Đi.
Đấy, các bác có thể thấy là tim nó rất là nhàn, rất là đơn giản thôi, rất là dễ. Còn đấy còn tim đấy. Còn đấy tim hết. Ép vào góc là tiêm được mà. Ép vào gần con mẹ nó là tiêm phát. Đấy. Ép vào gần con mẹ nó là tiêm được. Cái đó là phải tiêm cái ghẻ dần run luôn đó. Mai phải tiêm ghẻ dần run luôn đó. Tiêm sau khoảng đấy cô đẩy là những cái đàn bò kia. Sau tiêm chỉ sau khoảng 3 ngày vắt là khỏi ngay. Rồi được, được rồi, xong rồi cô. Đây chuồng này chia sẻ bác là nuôi bò chửa đến khoảng 8 tháng là sẽ thả tự do luôn. Hôm nay chẳng qua là tiêm vaccine ấy, mới nhốt vào như thế bác. Và sau khi đó là con bò được 8 tháng ấy thì bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành thôi, cho vào trong cái chuồng nhốt khung này, riêng từng con một bạn, chăm sóc từng con một. Chuồng này thì rơi tầm khoảng từ 10 đến 12 mét vuông. Đây đang thiết kế cái máng nước ở ngoài này, đằng sau này có cái máng ăn đằng trước. Làm khoảng 10 cái ô như thế này thoải mái. Đây máng ăn thì sẽ làm thiết kế đằng trước rồi các bạn. Làm cái máng ăn ở đây. Còn máng nước hai con làm cái máng nước ở bên ngoài này. Hai con sẽ uống một máng. Đó. Thì chia sẻ với bác là đối với lại con nuôi con bò sinh sản này á, thì các bác phải cho con bò nó vận động. Thì vận động á, thứ nhất là mình làm cái trong cái chuồng là làm bằng lót sinh học này. Và bên ngoài này chia sẻ với bác là phải có sân chơi. Thì lúc đó là con bò được vận động, sau này nó đẻ sẽ tốt hơn rất là nhiều. Sức khỏe con bò mẹ nó sẽ khỏe hơn. Và đấy bên ngoài này thì các bác có thể là trải cát các thứ, đổ cát vào, bắt đầu bác trải ra thì chân móng của nó, mọi thứ con bò nó sẽ phát triển tốt hơn rất là nhiều so với lại mình nuôi nhốt từng khung một đâu bác. Đây bác này, đây là cái đệm lót sinh học này, thì bắt đầu hôm nay là ủ xong ngày đấy và chuẩn bị để trải ra này. Thì lớp đầu tiên này nguyên tắc là các bác phải ủ, tức là khi các bác là đã làm xong rồi các bác phải ủ. Ủ rơi vào tầm khoảng từ 3 đến 5 ngày, sau đó là các bác trải ra thôi. Và các bác bảo trì đệm lót thường xuyên. Giả sử đảo sới thì một tuần khoảng 2 đến 3 lần. Và các bác muốn là không có ruồi muỗi đây thì các bác chỉ cần đó là phun cái thuốc ruồi vào là hết rồi các bác. Đấy. Thật sự đây là cái chuồng lợn từ ngày xưa không thì thật sự. Thì chia sẻ bác đây là cái chuồng lợn ngày xưa, vì vậy là cái cách thiết kế mọi thứ là nó sẽ không như những cái trại khác tận dụng lại được bác. Nhưng mà mình lại không thích làm cái máng ở bên trong kia, có thể là nó vẩy nước các thứ hoặc là nó tràn nước thì có thể ra ngoài cái đệm lót này nó không hay lắm. Đối với cái máng này thì chia sẻ bác là các bác cố gắng làm ra ngoài nó sẽ hiệu quả, cái máng nước kìa. Nếu bác làm ra ngoài nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Đó. Và đối với cái chuồng này thì các bác cố gắng là tách từng loại bò một. Giả sử như cái loại bò rơi tầm khoảng 1 đến 3 tháng riêng, từ 3 đến 6 tháng riêng và từ 6 đến 8 tháng riêng. Và khi bắt đầu 8 tháng thì chúng ta sẽ tiến hành đó là cho nhốt riêng từng con ở trong kia và mình sẽ chăm sóc sức khỏe cho từng con một. Đó. Còn đây là anh cũng đang thiết kế đó là cái máng nước các thứ ở đây. Cái máng nước các thứ ở đây luôn. Sau này sẽ thiết kế là máng ăn, máng nước ở bên ngoài này. Đây máng ăn thì anh ấy thiết kế ở đây. Máng nước anh chưa thiết kế. Sau này sẽ thiết kế bên ngoài này hết. Cho ăn, cho uống bên ngoài này. Đó.
Thôi video của tôi chỉ ngắn như này thôi. Tôi kết thúc video tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau ạ.